Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học các nội dung như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ được xem một đoạn video clip, watch video. Phần ngữ pháp, các bạn sẽ được học một loại từ mà các bạn cũng đã sử dụng nhiều rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta mới học về tên gọi của nó và học kỹ hơn về cách sử dụng của nó. Đó là các từ chỉ định. Đó là trong tiếng Anh các bạn đã gặp, đó là từ this, từ that, từ those, từ these. Đấy là các từ chỉ định. Và nó, cái từ này nó có hai chức năng ngữ pháp, có thể được gọi là tính từ chỉ định, demonstrative adjectives, hoặc là đại từ chỉ định, demonstrative pronouns. Các bạn không cần phải nhớ rõ về tên tiếng Anh của nó, các bạn chỉ cần nhớ rằng các từ này là các từ chỉ định và nó có thể sử dụng với trường hợp là tính từ hoặc là đại từ. Vì vậy mà nó được gọi là tính từ chỉ định hoặc đại từ chỉ định. Như thế nào cụ thể tí nữa bác sẽ nói kỹ. Tiếp theo phần từ vựng ngày hôm nay các bạn sẽ học kỹ, học chuyên về các bộ phận trên cơ thể người, parts of the body. Tiếp tục các bạn sẽ được xem video clip và luyện tập. Phần luyện tập chỉ thực hiện nếu mà còn thời gian. Và một nội dung cuối cùng của bài ngày hôm nay thì các bạn sẽ học một âm nữa, và âm này khá khó trong tiếng Anh để phát âm đúng, đó là âm O. Không phải ở đâu. Thôi được rồi, âm này tí nữa các bạn sẽ được học kỹ. Cũng rất dễ nhận ra thôi, nhưng mà nếu mà để phát âm nó thì cũng hơi khó. Bây giờ đầu tiên các bạn hãy xem một đoạn video clip. Pay attention, please. Yes, whose arm? Có một cái thôi, arm, không phải arms. Whose shoes are those? And please.
Nói lại. Đại. Yeah, số nhiều, hai cái cơ mà. Ok, như vậy là cơ bản là các bạn đã nắm được nội dung của cái bài video clip này. Ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ học về các từ chỉ định. Từ chỉ định là những từ như thế nào? Thì các bạn hãy theo dõi. Để chỉ một người hay vật ở xa hay ở gần mình á, chỉ bằng tay ấy, ở xa hay là ở gần, thì chúng ta sử dụng các từ this, that, these và those. Tại sao các bạn để chữ this với chữ these? Màu tím và chữ that với chữ those, màu đỏ. Lý do là như thế này. Chữ this và chữ these được dùng để chỉ các cái vật, các cái người ở gần, ở cạnh ta. Còn từ that, từ those để chỉ các cái người hoặc các cái vật ở xa ta. Thế thế nào? Từ this và từ that chỉ dùng cho một người hoặc một vật. Còn từ these và từ those chúng ta dùng cho từ hai người, hai vật trở lên, tức là số gì? Nhiều. Số nhiều, nhớ nhá. Bác nói lại này. Để dùng tay để chỉ, để nói rằng cái người hay cái vật đó nào đó ở xa ta hay ở gần ta, tức là chỉ về vị trí của nó, thì chúng ta dùng các cái từ chỉ định. Trong tiếng Anh người ta gọi là các từ chỉ định, demonstratives. Đó là các từ this, that, these, those. This, that dùng với danh từ số ít, dùng với vật số ít, người số ít. These, those dùng với danh từ số nhiều. This và these dùng để chỉ vật ở gần, người ở gần. That và those dùng để chỉ vật, người ở xa. Nói là dễ, nói thì dễ hiểu như vậy, nhưng mà tí đặt câu là sẽ nhầm rất nhiều đấy. Chúng ta sẽ luyện tập và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm. Ví dụ, bác có bức tranh như thế này. Nào các bạn nhìn vào bức tranh nhé. Chúng ta nhìn chúng ta sẽ rất dễ hiểu. Trong bức tranh người ta có gì nhỉ? Bức tranh thứ nhất, chúng ta tính là có 4 bức tranh này. Bức tranh thứ nhất bên trái này, bức tranh thứ hai bên phải này, bức tranh thứ ba bên trái ở dưới, và bức tranh thứ tư là bên phải ở dưới. Chúng ta tính như thế nhé. Trong bức tranh thứ nhất thì how many apples are there? How many apples are there? Show anh please. One apple. Yes, there is one apple. There is one apple. And the apple is near the speaker. Tức là quả táo thì gần với gì? Với người nói. Phải không nào? Cái tay người ta chỉ, người ta chạm được vào vật đó. Nhìn thấy chưa? Đó, cái ngón tay người ta chỉ, người ta chạm được vào vật đó. Thì khi đó chúng ta dùng từ this. This. Và người ta nói là this is an apple. Có nghĩa là đây, đây là một quả táo. Đây. Hoặc là cái này là một quả táo. Được chưa? Ví dụ bây giờ chúng ta gặp một cái người mà người ta chưa nhìn thấy cái vật mà chúng ta dùng bao giờ. Tức là trong trường hợp này, cái mẫu câu này là chúng ta thường dùng để giới thiệu với ai đó về một cái vật nào đó mà người ta chưa biết. Ví dụ một người, người ta có thể không biết con chuột này là cái gì cả. Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể chỉ vào nói là this is a mouse. This is a mouse. Được chưa? Thì trong trường hợp này từ this có đứng liền với danh từ không? Có đứng liền với danh từ không? Các bạn nhìn vào câu xem từ this có đứng liền với danh từ không? Không. Không. Danh từ là từ apple là cuối câu. Từ this đứng đầu câu và đứng độc lập, đứng một mình. Sau đó thì mới đến động từ. Các bạn nhớ chi tiết này, nhớ thế nào? Nhớ rằng là khi chúng ta chỉ được vào vật thì chúng ta dùng từ gì? This. Ok. Các bạn nhìn vào bức tranh thứ hai. Bức tranh thứ hai lúc này the apple is far. The apple is far from the speaker. Lúc này là quả táo xa gì? Xa người nói. Được chưa? Lúc này người ta chỉ tay, nhưng mà qua tay có chạm được vào quả táo không? Không. Lúc này chúng ta dùng từ that. That. Đó, kia. Kia là quả táo. Kia, that, kia. This, đây. Đó, that, kia. That is an apple. That is a camera. Được chưa? Ví dụ các bạn không ai chạm được vào cái camera kia, các bạn nói là that is a camera. Đó. Có thể là ai đó không hiểu đấy là cái gì cả, người ta nói là
is that? Cái gì kia? What is that? Và chúng ta sẽ trả lời là that is a camera. A camera. Okay, good. Bây giờ chúng ta nhìn vào bức tranh thứ ba. Bức tranh thứ ba lúc này chúng ta có how many apples are there? Three. Love this. Three apples. Yes, there are three apples. Và lúc này người nói có chạm được vào vật không nào? Có. Yes, the apples are near the speaker. The apples are near the speaker. Tức là lúc này quả táo thì gần người nói. Và người ta nói là these are apples. Gì ạ? Đây là những quả táo. Đây là táo. Chứ chúng ta có thể dịch cho tiếng Việt đơn giản là đây là táo, nhưng mà nhìn vào tranh thì khi dịch sang tiếng Anh chúng ta phải nói là these are apples. Và bác lưu ý các bạn một điều rằng là các bạn lưu ý cái phát âm. Nào bây giờ bạn Châu Anh hãy phát âm thử cho bố nghe hai từ đấy xem nào. Từ this và từ these. Phát âm xem nào có phân biệt được không? This. Okay. This chữ y này là y gì các bạn? Y ngắn. Y ngắn và âm là âm sợ. This chứ không phải this. This âm sợ. Chữ this. Chữ y là y gì? Y dài và âm ra là âm dở. These chứ không phải these. Nhớ chưa? Đó, chúng ta phân biệt hai âm này như vậy. This là y ngắn và âm gió là âm sợ. These âm dài, y dài và âm gió là âm giật. Nhớ chưa? Bây giờ chúng ta nhìn vào bức tranh thứ tư. Bức tranh thứ tư thì the apples are far from the speaker. Lúc này là quả táo thì xa người nói. Và chúng ta không dùng từ these, không dùng từ this, không dùng từ that nữa, mà chúng ta dùng từ those. Those are apples. Các bạn hiểu chưa nào? Đây là một bức tranh để các bạn hình dung là trường hợp nào thì chúng ta dùng từ this, trường hợp nào chúng ta dùng từ that, trường hợp nào chúng ta dùng từ these và trường hợp nào chúng ta dùng từ those. Bây giờ bác sẽ nói rõ hơn về các cái demonstratives. Như lúc đầu bài bác đã giới thiệu với các bạn đó là các demonstratives, tức là từ chỉ định this, that, these, those. Trong tiếng Anh nó được chia làm hai loại. Một loại là tính từ, hay còn gọi là demonstrative adjectives. Và một loại tí nữa chúng ta sẽ học mà vừa nãy đã giới thiệu ở bốn cái hình đó, được gọi là đại từ. Tại sao người ta lại gọi là tính từ? Tính từ vì nó đứng trước danh từ. Nhớ chưa? Nó đứng liền và đứng trước danh từ. Nhớ chưa? Đứng trước nhưng mà phải đứng sát cái danh từ ấy cơ thì mới gọi là đứng trước. Nhớ chưa nào? Chứ không phải trong một câu mà nó đứng trước cách 3-4 từ mà chúng ta gọi là đứng trước đâu. Khái niệm đứng trước trong tiếng Anh hay trong bất cứ thứ tiếng nào thì đều phải hiểu ra đứng liền trước nó. Nhớ chưa nào? Ví dụ nói bạn Minh Anh ngồi cạnh hay ngồi trước thì phải nói ngồi trước bạn An, chứ không nói ngồi trước mấy bạn kia. Nhớ chưa? Đấy, nói chung là như thế. Vì vậy như các bạn đã học hôm trước đó, các bạn đã học về một số tính từ, ví dụ tính từ chỉ màu sắc này, red, blue, yellow, brown, hoặc là tính từ sở hữu cách đó, thì đứng trước danh từ đó, thì tính từ là phải đứng trước danh từ. Và khi các cái từ this, that, these, those đứng trước danh từ thì người ta gọi đó là tính từ, và tên nó vẫn có cái chữ chỉ định kèm theo, vì vậy mà người ta gọi là tính từ chỉ định. Các bạn xem ví dụ để hiểu hơn. Nói thế nghe vẫn mông lung lắm đúng không? Trường hợp thứ hai là cái từ chỉ định this, that, these, those cũng có thể đứng một mình. Như bốn ví dụ vừa nãy là đứng một mình. Khi đó đứng một mình và thường đứng ở đầu câu nhá. Đứng đầu câu. Trừ trong câu hỏi thì mới đứng, không đứng ở đầu câu thôi. Vì trong câu hỏi là do đảo từ thì nó mới không đứng ở đầu câu. Chứ còn đã là đại từ thì hầu như đứng ở đầu câu hết nhá. Với kiến thức các bạn học ban đầu là đại từ là hầu như đứng ở đầu câu. Đầu câu nói. Thì đứng đầu câu tức là đứng trước cái gì hả các bạn? Đứng trước danh từ hay động từ? Động từ. Đúng rồi. Khi đứng ở đầu câu như bốn cái ví dụ ở trong cái tờ giấy trước mặt các bạn đó, là đứng ở đầu câu và đứng một mình, đứng trước động từ, thì là nó gọi là đại từ, lúc này nó gọi là demonstrative pronouns. Bây giờ các bạn hãy xem cái bảng này.
Cái phần bác vừa giải thích thì có thể là có những bạn chưa nhận thức ra được, chưa nghe nó chưa rõ. Nhưng bây giờ các bạn đã nhìn vào bảng thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Một bên trái của bác đó là tính từ, một bên phải là đại từ, vẫn là những cái chữ đó, vẫn là các từ đó. Nhưng mà trong trường hợp nào thì nó là tính từ và trong trường hợp nào thì nó là đại từ. Nào, chúng ta có từ cụm từ this apple và that apple. Các bạn đã nhìn hai ví dụ đó đầu tiên. Chữ apple gọi là gì ở các bạn nhỉ? Trong từ vựng người ta gọi là gì? Danh từ, động từ hay tính từ? Danh từ. Apple là từ chỉ gì? Danh chỉ vật, vì vậy đó là? Danh từ. Danh từ. Từ this và từ that trong trường hợp này là gì nhỉ? Tính từ. Đứng trước, ngay trước nó. Được chưa nào? Và người ta gọi là? Tính từ. Tính từ chỉ định. Tương tự, bác có cái điện thoại này, bác cầm trên tay và bác nói như thế nào? Nếu nói như thế này, bác sẽ nói như thế nào nhỉ? This phone. This phone. Bác sẽ nói là this phone. Hoặc là this telephone. Thế các bạn nói về cái điện thoại này, các bạn sẽ nói như thế nào, Phương Anh? Đừng nhìn vào bảng, phải nghe, nhìn vào bảng là loạn hết. Bác nói lại này, bác cầm trên tay, bác nói các bạn là this telephone, cái điện thoại này. Thế các bạn nói về cái điện thoại này thì các bạn nói như thế nào cho anh? That phone. Đã có that sao lại còn this nữa? That phone. That phone hoặc that telephone. Tại sao bạn cho anh lại dùng từ that mà bác lại dùng từ this nhỉ? Bởi vì là bác cầm tay các bạn, cầm tay nhưng mà không cầm được điện thoại. Đúng rồi, đã như vậy là các bạn đã hiểu rồi. Các vật ở xa các bạn thì các bạn phải dùng từ xa. Còn ở gần bác thì bác dùng từ this. Vì vậy mà câu hỏi thì người hỏi có thể dùng từ this nhưng người trả lời lại dùng từ that. Thường là như thế và ngược lại, người hỏi thì không dùng từ that thì người trả lời dùng từ this. This. Trừ trường hợp bây giờ bác hỏi, bác nói là that camera thì các bạn dùng từ gì? That. Các bạn nói như thế nào? Bác nói là that camera, các bạn nói như thế nào? This camera hay that camera? That. This hay that? That. Bạn nào bỏ this giơ tay. Bạn nào bỏ this camera giơ tay. Mạnh dạn thế nào? Sai thì sửa. Giơ tay lên. Bạn nào dùng từ this? Bạn nào dùng từ that giơ tay. That. Ok, thank you. Bởi vì sao các bạn có chạm vào nó không? Tức là có những trường hợp mà bác hỏi hoặc bác nói về những vật cần bác thì bác dùng từ this, các bạn ngược lại các bạn phải dùng từ giác. Nhưng mà có những vật xa cả người nói và người nghe, tức là nó cả xa bác và nó cả xa các bạn, thì cả hai ta đều phải sử dụng từ gì? Xa. Và ngược lại có những trường hợp mà cả cái vật đó mà hai ta cùng động được vào một lúc thì this. Cả hai bên phải dùng từ this. Nhớ nhá. Tương tự bây giờ bác có cái cụm từ these books và those books. These books. Các bạn sẽ nói thế nào? That book. Đúng không? Đúng không? Châu Anh? Thế nói như thế nào? Those book. Those books. Sorry, the books thứ hai phải có chữ S. Nó sửa đấy. Bây giờ bác có hai quyển sách. Bác nói là these books. Các bạn nói là those books. Ok. Bây giờ hai quyển sách này bác không cầm trên tay nữa. Bác đứng ở vị trí này, bác chỉ vào, bác nói là nói là those books. Those books. Các bạn nói là those books. Ok. Bây giờ nào, đại ngồi nghiêm túc vào. Phần đại từ thì các bạn đã học khá tí ở cái phần vừa lấy bông tranh rồi. Cứ gần ta thì dùng từ this hoặc từ these nếu là số nhiều. Dùng từ that và từ those nếu là... dùng từ this và từ these nếu ở gần và dùng từ that và từ those nếu ở xa. Bây giờ chúng ta hãy xem một số ví dụ để so sánh giữa vị trí của từ this và từ that ở vị trí là tính từ demonstrative adjectives và ở vị trí là đại từ pronouns, xem nó khác nhau như thế nào.
nhìn vào bài của mình nhé cho nó dễ. Ở trường hợp đó là tính từ, bác có một ví dụ là this apple is delicious. This apple is delicious. Lúc này thì từ this là ở vị trí gì các bạn? Gần. Gần là một này gì nữa? Nếu trong ngữ pháp thì nó là trước cái gì? Trong trường hợp này từ this đứng ở đâu Phương Anh? Từ this đứng ở trước apple. Apple trong ngôn ngữ nó gọi là cái gì? Yes, that's right. Như vậy khi nó đứng trước danh từ nó gọi là cái gì? Một từ, một loại từ mà đứng trước danh từ được gọi là loại từ gì? Tính từ. Tính từ trong trường hợp này nó là tính từ. Từ this trong trường hợp này nó là tính từ. Nhớ nhá. Câu tiếp theo. I like that apple. I like that apple. Trong trường hợp này từ nào được gọi là từ chỉ tính? That. Từ that. Từ that đứng ở đâu, Châu Anh? Đứng ở đâu nào? Không phải ở xa, đang nói ở trong câu, trong ngữ pháp. Từ that đứng ở đâu? Vị trí trong câu, từ that đứng ở đâu, hả con? Trước chữ apple. Trước chữ apple, trước từ apple. Từ apple trong tiếng nó gọi là cái gì, trong ngôn ngữ nó gọi là gì? Là loại từ gì? Đúng rồi, như vậy là từ giác mà đứng trước danh từ thì trong trường hợp thì từ giác gọi là gì? Tính từ hay đại từ? Tính từ. Tính từ hay đại từ ở Minh Anh? Tính từ hay đại từ nào? Tính từ. Đúng rồi, một từ mà đứng trước danh từ nếu không phải là số từ thì đó là tính từ. Bây giờ các bạn lại xem ví dụ khác. That is my book. Nào, that is my book. Trong trường hợp này, từ that đứng ở đâu? Đứng ở trước động từ. Đứng ở trước động từ, có đứng cạnh danh từ không? Không. Như vậy từ that trong trường hợp này có phải là tính từ không? Không. Rồi, nếu tính từ thì không thể đứng trước động từ được, nhớ chưa? Như vậy từ that trong trường hợp này người ta gọi là? Đại từ. Okay, very good. Nào, hôm trước các bạn cũng đã học một câu về cái ngôi nhà đúng không nào? Chúng ta học bài tên là Who's the House? Is that? Hôm trước là whose house is it? Đó. Wow. Hôm nay là whose house is that? Như vậy từ that trong trường hợp này đứng ở đâu hả Lâm? Chúng ta đứng ở cuối câu. Đứng ở cuối câu. Đứng với ai? Đứng với cái gì? Có đứng với cái gì không? Có đứng cạnh danh từ không? Đứng một mình có phải không? Trong cái câu này có một tính từ các bạn tìm đi. Tính từ chính là từ. Whose. Yes, tính từ là từ whose. Vì sao? Bởi vì từ whose có là đứng trước cờ thì sẽ canh xe đường. Đúng rồi, từ whose, đứng trước danh từ house. Đó. Các bạn học, các bạn phải phân tích được câu như thế thì là về sau mình áp dụng câu nó mới chuẩn được. Như vậy từ this màu đỏ là sorry, hai từ that này thì là tính từ hay đại từ? Đại từ. Ok, đây là hai từ số ít, chúng ta sẽ xem hai cột phía dưới, these books và those books. Tiếp tục nhìn vào, chúng ta có một câu là these books are big. These books are big. Những quyển sách này rất là gì? Rất là to. Nào bạn nào phân tích và giải thích xem nào, chữ these nó là cái loại chữ gì, từ gì nào ở An? Nào, these nó như thế nào? Các bạn phải phân tích như bác vừa nói vừa đấy đấy. These nó đứng ở đâu và từ đó thì bạn kết luận nó là loại từ gì? These nó đứng ở đầu câu. Nó đứng ở đầu câu. Và nó là... Sao nữa? Nó đứng cạnh từ books nên nó là tính từ. Nó là tính từ. Thực ra thì trong câu này nó chỉ tình cờ đứng ở đầu câu thôi. Phải nói là cả cụm từ these books nó đứng ở đầu câu mới đúng. Nhớ chưa? Bởi vì là books mới là từ chính ở trong cái cụm từ này. Về sau các bạn học các bạn sẽ thấy. Còn đây chúng ta chỉ cần phân tích là gì? These đứng ở trước gì? Trước danh từ. Trước danh từ gì? Trước danh từ số nhiều. Danh từ books là danh từ số? Nhiều. Số nhiều, vì vậy mà một từ mà đứng trước danh từ thì nó là gì? Tính từ. Tính từ, và trong trường hợp này là tính từ chỉ định. These books are lumps.
this book alone. Có nghĩa câu này là gì ở châu Anh? Những quyển sách này của Lâm. Nhớ nhá, những có nhiều không ạ? Tương tự, bây giờ chúng ta sẽ xem ở cột bên phải của nó. Lúc này cũng là nói về quyển sách của Lâm nhưng bác lại đảo lại như thế này. Those are Lâm's books. Thì đây là those lại chuyển ra là đại từ. Vì sao là đại từ ở phương Anh? Bởi vì nó đứng trước động từ. Nó đứng một mình và đứng trước động từ. Bác cố bạn nào tìm được trong câu này cái nào là tính từ đấy? Tính từ là those. Tính từ là lumps. Yes, that's right. Tính từ là lumps. Đấy, như vậy là các bạn đã hiểu rồi đấy. Nào, bây giờ hôm nay chúng ta có một câu mà các bạn vừa xem ở trong video clip. Whose feet are those? Whose feet are those? Bạn nào phân tích từ those trong trường hợp này để kết luận nó là loại từ như thế nào? Đại, please. Từ those là nó đứng ở cuối câu và nó đứng sau động từ be. Cho nên là có kết luận là nó là đại từ. Nói như thế không kết luận được là đại từ. Nếu trong một câu khẳng định, đây là câu hỏi. Còn nếu trong một câu khẳng định mà cháu phân tích như thế thì hoàn toàn có thể từ those sẽ là tính từ. Mà those nó đứng cuối câu, nó đứng một mình. Có danh từ nào xung quanh nó không? Không. Cạnh nó có danh từ nào không? Không. Cái mấu chốt là cạnh nó có danh từ không ấy. Nhớ chưa? Không. Và nó đứng sau động từ. Sau hay không chỉ là cái đảo động từ trong câu này thôi. Chứ nếu mà trong trường hợp này các bạn giải thích đứng sau động từ là không đúng đâu. Thì không kết luận đó là đại từ đâu. Đại từ là gì? Đứng một mình, không đứng cạnh danh từ. Nhớ chưa? Yes. Bây giờ bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách chia một động từ mà chúng ta thường gặp. Đó là động từ have. Động từ have trong tiếng Anh là một động từ đặc biệt. Đấy, tại sao lại là động từ đặc biệt? Nó có nghĩa thông thường là có. Tức là vì là nó mang một cái nghĩa đặc biệt là có. Nó không, từ có phải là từ chỉ hoạt động không? No. Từ có chỉ hoạt động không? Không. Không chỉ hoạt động, từ có không thể hiện cái sự hoạt động nào của cơ thể cả. Vì vậy nó không phải là động từ chỉ hoạt động. Thế nhưng mà ngược lại nó đặc biệt ở cái là ngoài cái chức năng chính là động từ thì trong nhiều trường hợp, trong nhiều thời mà về sau các bạn sẽ học tới thì động từ have nó được dùng làm trợ động từ giống như là do hoặc does mà các bạn đã học. Đấy, ví dụ các bạn hỏi rằng là một câu như là bạn ấy làm gì đấy chẳng hạn. What does he do? Trong câu này có hai động từ do. Một từ thứ nhất là does và từ thứ hai là do. Thì cái từ đa thứ nhất đó là trợ động từ thì sau này thì have cũng có trường hợp sử dụng như vậy. Thôi rồi, về cái đặc nghĩa đặc biệt của nó chúng ta không quan tâm nhiều, cái này các bạn sẽ học từ sau. Trọng tâm ngày nay chúng ta học cách chia nhé. Chúng ta sẽ học luôn cả ba dạng chia của động từ này, đó là affirmative tức là khẳng định, negative phủ định và interrogative tức là câu hỏi hoặc questions. Ok. Nào các bạn đã nhìn thấy bảng I have, we have. Đây là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất là người gì? Người nói. Người xưng hô đúng không? Tôi, chúng tôi. Thế là trong ngôi thứ nhất là khẳng định. Thì động từ chúng ta có thay đổi không? Động từ have có bị thay đổi không? Có bị thay đổi không ở châu Anh? Ở ngôi thứ nhất động từ have có bị thay đổi không? Vẫn là have. Tiếp. Hai từ vừa hiện ở trên màn hình là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ hai. Ngôi thứ hai là bạn, là các bạn, là người nghe. Động từ có thay đổi không? Không. Như vậy là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai thì vẫn là have. Ba từ màu đỏ vừa hiện lên, he, she, it là ngôi thứ mấy? Ba. Ngôi thứ ba, số ít thì động từ đọc là has. Các bạn thay cái đuôi VE thành đuôi S, đọc là has. Cái này lớp 2 học chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi, lớp 2 học rồi, đương nhiên lớp 3, lớp 5 học rồi. They have, ngôi thứ 3 xuống nhiều cũng là have.
Như vậy là ở thẻ khẳng định các bạn chỉ cần nhớ ba ngôi thứ ba số. Số gì? Số ít, có sự thay đổi thôi. Ở lớp các bạn đọc là, ví dụ nói là tôi có một con mèo, nói nào cho anh? Ok, ở lớp các bạn được học là I have got a cat mới nói, có nghĩa là tôi có một con mèo phải không? Đây là tiếng Anh. Còn đây con giải tiếng Anh Mỹ là I have a cat là đủ, không cần phải got nữa. Ai phải got? Không ai phải got. Các bạn chú ý nhé, trong tiếng Anh thì các bạn được nói tắt nhé. Nhé, các bạn được nói tắt là I got a cat, nhưng trong tiếng Anh Mỹ không được nói tắt nhé. Trong tiếng Anh Mỹ phải nói là I have a cat, chứ không được nói là I a cat. Nhớ chưa? Khác, cái này là cái khác ở lớp và cái khác ở đây. Tức là nếu có từ got thì các bạn được nói tắt I got a cat hoặc là he's got a cat được. Nhưng mà nếu là tiếng Anh Mỹ không có từ got đằng sau, tuyệt đối không được nói tắt. Phải nói là I have a cat, you have a cat, he has a cat. Nhớ chưa? Không được nói tắt. Các bạn chú ý rằng là tiếng Anh Mỹ ngược lại cũng là thứ tiếng Anh được nói ở hầu hết các nước trên thế giới. Nhớ chưa? Tức là riêng với động từ have thì hầu như chỉ ở Anh người ta mới nói là have a got thôi nhá. Còn hầu hết các nước khác, ví dụ Mỹ, Canada, v.v. người ta nói là I have a cat, chứ người ta không nói là I have got a cat. Nhớ chưa? Các bạn nói hai cách đều được. Riêng khẳng định thì các bạn nói hai cách đều được, nhưng phủ định thì các bạn lại phải chú ý. Nào các bạn nhìn vào, tất cả các trường hợp mà vừa nãy ở dạng khẳng định chúng ta không biến đổi thì chúng ta thêm từ gì vào trước? Chồng. Thêm từ gì vào trước động từ ở châu Anh? Con không nghe giảng hay sao ấy hả? Chúng ta thêm từ đâu vào trước động từ giống như cái gì mà các bạn đã học nhỉ? Giống động từ thường chúng ta đã học, ví dụ giống từ run, động từ read, vân vân, tất cả động từ đó hôm trước chúng ta đã học, thì chúng ta thêm từ don't hoặc từ does vào đằng trước động từ, có phải không? Ở đây cũng vậy, chúng ta thêm don't ở trước các từ mà khẳng định nó chia là have, và thêm doesn't vào trước ở trong đối với các trường hợp he, she, it. Ở lớp thì các bạn chia nào ở châu Anh và Minh Anh? Khẳng định, à phủ định, ở phủ định ở lớp các bạn chia thế nào? Cô đã dạy chưa? Định có trọng từ và động từ như nào? Thế lớp 3 và lớp 5 trả lời đi. Ở lớp các bạn học động từ have chia ở thải phủ định chia thế nào? Cháu chia thì nào, nếu nói là tôi không có một con mèo thì nói thế nào? I don't have. Ở lớp dạy thế à? Ở trường dạy thế à? Lâm I haven't a cat. Sai. I haven't a cat. Sai. I have not a cat. Sai. Chứng tỏ các bạn học các bạn chả nhớ cái gì cả. Ở trường các bạn học là I haven't got a cat. Đúng chưa? Nếu có got thì các bạn phải nói là haven't, chứ không nói là don't nhá. Nhưng mà ở đây chúng ta coi là động từ thường. Thôi các bạn, nếu các bạn không nhớ ở lớp thì các bạn quên nó luôn đi. Các bạn theo đây để cho nó đỡ. Được chưa? Và ở dạng câu hỏi thì chúng ta cũng đảo do và does lên đầu câu như động từ thường. Các bạn chỉ cần nhớ ba cái từ he, she, it là chúng ta khác thôi. Nhớ chưa nào? Bây giờ các bạn đọc nào. I have. You have. You have. He has. He has. She has. She has. It has. It has. We have. We have. You have. You have. They have. They have. I don't have. I don't have. You don't have. You don't have. He doesn't have. He doesn't have. She doesn't have. She doesn't have. It doesn't have. It doesn't have. We don't have. We don't have. You don't have. You don't have. They don't have. They don't have. Do I have? Do I have? Do you have? Do you have? Does he have? Does he have? Does she have? Does she have? Does it have? Does it have? Do we have? Do we have? Do we have? Sorry, do you have? Do you have? Do they have? Do they have? Và các bạn đọc
nhiều lần đi thì các bạn mới nhuần nhuyễn và các bạn mới không nhầm. Thế và các bạn chú ý, lưu ý một điều là các bạn rất hay nhầm là câu hỏi nhé. Ba ngôi thứ ba số ít đấy nhỉ? Và câu phủ định là các bạn thêm does hoặc là đảo does lên đầu câu là động từ phải là gì? Động từ lúc đấy là gì? Là have hay là has? Have. Lúc đó là phải về nguyên dạng have, không thay đổi nữa. Nhiều bạn rất hay nhầm là đã đảo, đã thêm does vào đầu rồi, nhưng mà vẫn chia have thành has. Các bạn chú ý nhé.